Alo cả nhà, hiện tại chú Hải và em Chép đang rửa lá dong nhé cả nhà. Người ơi, bây giờ Chép đang tắm cho quả cau. Em Chép đang rửa quả cau. Còn chú Hải đang rửa lá dong để chúng ta gói bánh nhé cả nhà. Chép đang làm gì Chép? Chép đang tắm cho quả cau mình này. Tắm cho quả cau à? Trời lạnh gì mà cũng tắm cho quả cau à? Cho sạch cái đó người ta mua nhá mình này. Chết cười, tắm được quả cầu. Nhiều quả lắm nè, em Chép ngồi đau lưng đó nha. Cho người ta bán. Hello, xin chào mọi người, là em đây, em Chép cuộc sống ở Thái Lan đó mọi người ơi. Bây giờ xin chào cả nhà. Hello, xin chào. Chào bà bố nhá mọi người, là em. Gia đình chúng ta đang gói bánh chưng chuẩn bị ăn Tết nha cả nhà ơi. Xin chào. Đây là lá bánh chưng mà mẹ Tuyết bán ở nhà, nhìn thấy không? Cả nhà, lá đẹp nha. Nhưng mà bán hết lá đẹp rồi, bây giờ để lá xấu đi mọi. Cái này mình bây giờ mẹ Tiết đã sắp xếp đồ xong rồi là nhá mọi người. Hôm qua em Chéo và mẹ đã mua các cái đồ làm bánh chưng nhá mọi người. Lúc trước em Chéo đã quay cho mọi người xem rồi. Cái này là gạo nếp nhá mọi người. Cầu nếp coi bánh chưng. Là cái này là đồ nhá mọi người. Là năm nay mẹ mua đồ bỏ cái nào hết rồi. Cái này là thịt lợn. Thịt lợn nhà ta tự nuôi nhá mọi người ơi. Em tên là cái gì nhá? Mình biết chứ đây đó. Em có tên đó. Thịt heo. Em thịt này. Bây giờ mẹ Tiết đang coi bánh chưng nhá mọi người ơi. Là em Long có đang cắt lá. Tắt lá. Chặt lá. Mẹ đang coi. Đi lên Chép gói với mẹ nhá. Vâng ạ. Cái này là bố làm xong rồi đó mọi người, là bố không chịu được, bố bị xúc xích. Sụt nhá mọi người, là bố có nhí tí. Bố bị sổ mũi. Bố bị mệt. Đang mệt nên để bố nghỉ. Mẹ con đã con về có thai rồi, bố nghỉ. À, bài tên. Ok cả nhà, thì gia đình Châu đang gói. Hôm nay chúng ta gói khoảng bao nhiêu cái hả mẹ ơi? 30 cái không? 30 cái. Hơn ạ. Hơn 30 cái. Ôi trời ơi. Là mọi người hôm nay có mẹ làm 30 cái bánh chưng nhá mọi người. Tại vì là ở nhà ta là gia đình nhiều nhá mọi người ơi. Có 6 con trai ở trong nhà là 2 con trai. Là ta có bàn cho gia đình nhá. Ăn. Ô, lá to nha, cái lá này ạ. Được không? Chép đưa chú Long cắt cho. Bữa em chặt cho. Đưa chú Long chặt cho. Này chặt được. Cả nhà ơi, năm nay gia đình Châu sẽ gói khoảng hơn 30 cái bánh chưng nha cả nhà. Bởi vì là Tết năm nay gia đình đầy đủ. Mọi người về, chú Long cũng về, Châu cũng về, chú Hải cũng về. Nên là gói nhiều một tí. Bây giờ em Chép đang giúp mẹ gói bánh chưng nha cả nhà. Con lấy lạt thế hả? Là mẹ. Lấy lạt. Cái này có phải cái này thêm không mẹ, hay là không cần, con kéo thôi? Này không nhiều nữa. Hiện tại ở quê Châu đang khá là lạnh nha các bạn. Thời tiết bây giờ đang là 12 độ cả nhà. Lạnh lắm. Chú Long đang ngồi cắt bánh. Anh ơi, gấp ngửa lại à? Gấp ngửa, anh gấp sấp. Gấp ngược ra, ngược lại giống anh này. Gấp ngược cái gì này? Ừ. Gấp sát vào trong mép nhá. Xong rồi bẻ ngược lên. Xong rồi bẻ ngược từ dưới lên. Thế ạ? Bẻ ngược dưới lên.
chia đôi ra, chia đôi cái lá đẹp ra xong rồi bẻ ngược lên. Nhớ. Ok. Chép gói thì giống mẹ không? Anh chép đâm hộp nha. Chép hộp đi, xong năm mình chép rồi gói cho mẹ. Em cũng bỏ cái này thêm thôi. Không cần nữa. Còn bỏ cái lá gốc luôn. Cắt luôn. Thì anh gấp hết rồi, nó gì? Nó ngọt được vô trong này. Con nhân viên anh lại dài rồi. Dài đó. Ngắn lên một tiếng. Ok cả nhà ơi. Đã lâu lắm rồi Châu lại được gói bánh chưng rồi cả nhà. À, chúng ta sẽ gói gói khuôn nhé cả nhà. Gói khuôn cho dễ nha. Gói khuôn thì chúng ta cứ xếp lá vào rồi cho gạo cho đậu vào thôi cả nhà. Đấy. Xong rồi đấy. Chúng ta sẽ cho gạo vào trước. Xong bắt đầu là đậu. Rồi. Tiếp theo là thịt nhé cả nhà. Thịt. Và một ít như là gừng đúng không mẹ nhỉ? Đây, gừng với hành. Gừng với hành là chúng ta xay hết nhỏ nhé cả nhà. Cho thêm miếng thịt vào. Cho nhiều thịt vào ăn cho sướng. Ngon. Rồi. Và lớp cuối cùng là gạo. Ok. Cho một cái lớp nhỏ nhỏ ở trên đây. Chúng ta gấp lại. Xong xuôi một cái bánh nhé cả nhà. Đấy, em chép thử gói nha. Mình người ơi, bây giờ bố đang làm gói bánh chưng siêu to nhé mình người. Kêu bằng là cái gì bố? Bánh tét. Bánh tét. Bánh tét. Bánh tét nha mọi người. Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ luôn đó. Cái này là làm như cái nhỏ luôn. Nhỏ luôn. Bánh nhỏ luôn mọi người. Ăn ngon.
Ok. Xong rồi mọi người ơi, này là to quá. Nặng lắm nhá nè. To luôn nè. Ê cả nhà ơi, bố Hùng đang tiếp tục gói bánh cả nhà. Tôi cũng gói được mười mấy cái rồi. Bây giờ mẹ với em Chép đang nấu nồi sườn siêu cay. Ông Chép lạc la. Em Chép đang lạnh cả nhà. Ôi, đây là nồi sườn siêu cay của hai mẹ con. Hai mẹ con chơi một nồi. Hai mẹ con. To luôn đó. Hôm nay em Chép lại làm món sườn siêu cay nhá cả nhà ơi. Cả nhà thèm rồi, bố Hùng muốn ăn rồi. Đang nhà ta đã gói bánh xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cho bánh vào nồi để chuẩn bị nấu. Tôi sẽ cho bánh to xuống trước. Ở đây nữa hả? Rồi, đủ nước đây con. Đổ nước vào chú Hải. Đủ. Vẫn chưa đủ, còn cho thêm không? Rồi. Rồi, đẩy vung lại và nấu thôi. Trong vòng mấy tiếng bố nhỉ? 7 tiếng nhé cả nhà. Tối nay chúng ta lại ngồi trong nồi bánh chưng rồi. Ok cả nhà ơi, đây chính là cái món sườn siêu cay của gia đình mình hôm nay cả nhà. Siêu cay thật. Đây, cái này chúng ta đã hầm vừa đủ chín để ăn nha các bạn, không nhừ quá nha. Còn đây là cái nước sốt. Nước sốt của em Chép. Đây là chú Long Vlog. Rồi, bây giờ cho em Chép có đá bỏ nước. Chưa to, chưa khổng lồ. Anh Tuấn có bê cái này xuống không? À, không, Chép cứ cho vào đi. Cho vào luôn á. À, cái rót vào đi thôi, cho ngấm vào đi thôi. Nhìn hấp dẫn đến hoa cả nhà ơi. Cái này lúc em Chép sang Thái Lan là mẹ không biết làm cho bố ăn, là bố thèm ăn lắm nhá. Nám vào đấy ạ. Vào đây xem đấy. Nám thêm, ông nữa nhìn điều. Nào. Nó sườn siêu cay của chúng ta. Quá. Bố đang thèm nhá. Đây. Bố lấy dao bố. Lấy dao xèo bố ạ. Xèo từng miếng ăn. Ngon. Con rau nó ngon quá. Đó, nước cho bố. Nước cảnh cho bố. Không cay đúng không? Ngon. Ngon. Ông ăn đi ông ạ. Ông chấm vô trong cái nước súp đó mà ăn ông ạ. Chấm vô trong cái bát nước đi cho ăn đậm đà này. Đây không? Ăn đi. Gãy cái nida, gãy nida. Được ạ, xé cho chú Long nữa. Chú Long này, miếng to ạ. Bác ơi. Đây. Bác cầm cái này. Bác Thủy cầm đi, bác Thủy nếm đi. Bác Thủy mời cả nhà. Thôi, ăn đi cháu. Bác cầm cháu quay. Chú Long sẽ cho mẹ. Nấu vô mình nấu kiểu hương Thái ngon lắm. Bé. Ông ăn thì ông sống thêm 10 năm nữa. Ngon lắm cả nhà ơi, mời cả nhà ăn chung nhá. Mời cả nhà nhá.
ngon. Chú Long lần đầu tiên được ăn đi trắng mà. Ngon. Đến Đài Loan chú ăn đầy. Ăn qua cái nước đi là ăn cay cay rồi. Cái cay chua chua bác ạ. Chua chua là khác cái vị đi. Không cho bố ít chém rồi, cái nước ra. Chấm đi. Đúng rồi đó, ăn rồi. Chấm qua cái nước cái hên chán đậm đà. Có mặn đâu. Chấm ăn này như là kỷ niệm. Có cốc kỷ niệm hả? Con lúc sau con mời cả nhà chưa? Mời cả nhà ăn. Mời cháu. Ông nội ăn ngon lắm. Rồi. Cái nhà rồi, cắt một miếng đi. Cắt luôn. Quá hấp dẫn cả nhà. Toàn là thịt không nhỉ? Đây là heo, thịt heo của nhà ta nên là đang còn rất là nhiều thịt chứ cả nhà. Rồi, mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình Trô nha. Mời cả nhà nhá, ngon lắm. Hello, chào cả nhà, hiện tại bây giờ đang là 7 giờ tối, gia đình mình đang ngồi bên bếp lửa để trông nồi bánh chưng ấy cả nhà. Đang chờ. Chép hôm nay có quả lạ cho bố Hùng ăn. Ê. Quả đây. Cái này bố Hùng ăn mình đặt tiền. Đây ơi. Cái này là quả ở bên Thái có mè nha. Mẹ quả đi là mẹ chưa ăn thôi. Cái này bên Thái ta ăn nhiều rồi này. Vâng. Con thích ăn đó. Còn quả dâu tây cũng được ăn thì có mấy mình cái quả giống như quả ngon. Bố lần đầu được ăn quả mây rừng. Mây rừng. Quả ni ạ. Quả ni giống quả chi nhỉ? Người ta gọi là quả chi em chép. Cherry đúng không? Cherry. Ở nhà bác Dung có. Y hệt giống quả Hùng Quân nhà bác Dung. Hôm nay may mắn quá Quân mua cho nhá. Hay là ta đi thẳng phố ta có cặp cái quả này à mọi người, em chép cũng dữ lắm. Quả này thực ra là đem từ Thái sang đấy chép ạ. Ừ, đúng rồi, ở bên con nghĩa là đắt là ở đây. Còn đem từ Thái sang. Phải chịu khó ăn. Chép tận hưởng. À, chịu khó mà ăn. Rồi, con không ăn à? Con thử ăn quả này rồi mẹ chép này. Đây, ơi quả này đi. Con ăn đi cho bố xem nào, bố quay nè. Con mời cả nhà chưa? Con mời cả nhà. Con ăn đi. Chảy nước mũi rồi kìa. Lạnh quá. Ok cả nhà ơi, sau 7 tiếng nấu thì bây giờ bánh nhỏ sẽ bắt đầu chín nha cả nhà. Bánh nhỏ sẽ bắt đầu chín thì bố Hùng sẽ vớt ra và cho vào đây. Cho vào nước. Đây là bánh nhỏ thì sau 7 tiếng nấu cả nhà thì bánh sẽ chín nha cả nhà. Đây là bố sẽ vớt cái bánh này ra trước. Không là nó sẽ bị lũn nha cả nhà. Bị nhão á. Rồi đấy. Thì phần còn lại là bánh cồi à, bánh tét, bánh cối, bánh dài dài ấy cả nhà. Là bố gói to nên là cần phải có thêm thời gian để cho nó chín nha cả nhà. Chúng ta sẽ nấu thêm khoảng tầm 2 tiếng nha cả nhà. Đấy. Chúng ta sẽ đun thêm khoảng tầm 2 tiếng nữa. Hiện tại thì phần còn lại của chúng ta đã chín rồi nha cả nhà. Nấu thêm 2 tiếng nữa. Bây giờ đã chín rồi các bạn. Bố đang vớt ra nhé. Tại hũ gạo không ngâm chả cần ép. Mọi người ơi, bây giờ bố Hùng đang lấy bánh chiên ở trong nồi nhé. Mọi người là có hơi thôi cho bánh chưng có khô nhé mọi người ơi. Ngày mai cả nhà ta sẽ ăn. Lạc lắm. Chép đang ngồi ôm ở trong bếp lửa. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé mọi người. Bye bye. Qua đỉnh. Thì cả nhà ơi, bây giờ gia đình mình đang thử bánh chưng nha. Chính cái là bố bóc ra cho gia đình mình thử luôn. Em chép và mẹ đang thử em chép. Dạ. Sao? Em cho đang ăn. Rồi chép. Mày lấy lên một miếng đi. Chung rồi ăn chép nha, miếng to lắm tua nha.
Cũng miếng nhỏ thôi. Chắc ăn nhiều nhắn rồi nhỉ. Vậy là được bố ưu tiên cho lắm rồi đấy. Được ăn rồi. Mày mọi người ăn chung. Dạ. Mời mọi người ăn chung nhá. Cũng ngon lắm cả nhà ơi. Ngon. Tự làm rồi ngon. Tự làm tự ngon. Lúc sau con mời cả nhà con. Mời cả nhà. Nào làm miếng này mời cả nhà con. Giỏi quá nhỉ. Lắm. Dạ. Hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.